Lại một vụ tai nạn thương tâm nữa đã xảy ra vào 8 giờ 50 phút ngày hôm nay trên quốc lộ 18A đoạn qua thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, ngay dưới chân cầu bãi cháy. Đại diện đội kiểm soát giao thông số 2, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, xe khách 45 chỗ của nhà xe Hùng Đức, mang biển kiểm soát 14B01929, chạy hướng Hà Nội Cẩm Phả, đổ dốc cầu bãi cháy với tốc độ cao bị nổ lốp mất lái. Xe hút vào một xe ô tô bán tải rồi ủi hàng loạt xe máy. Một số xe bị văng sang làn đường ngược chiều. Xe khách tiếp tục lao thẳng lên vỉa hè, đâm tiếp vào một số xe máy dựng ven đường. Chỉ tới khi hút vào nhà dân thì xe mới dừng lại. Tại Bệnh viện Đa Khoa, tỉnh Quảng Ninh, thì một là lãnh đạo cho biết vụ tai nạn có 6 người bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu, trong đó có 2 người tử vong, chưa rõ danh tính. Những nạn nhân còn lại đang được cấp cứu điều trị tích cực.